lên đứng trên, úi rồi ôi, mùi thơm mùi thơm mùi thơm, lên vả cái này, vả tung đập tóe lao đến này, vả cái nữa này chạy được này đúng không? Ôi chết mỡ, nó tăng tốc rồi anh em ơi. Thôi không sao, dí tạm cái con này là được rồi. Rồi nhập được vào này, và tung đập tóe kéo về này. Úi rồi, ôi thôi xong rồi, tôi cầm được cái này là xong rồi anh em ạ. Tôi cầm được cái này xong là team bạn lê lết rồi anh em ạ. Một vả, ui nhìn con gió hét nó lết kìa. Ấy nhưng mà bị đẩy lui thôi. Thế thì thằng này lê lết. Ừ, thằng này lê lết. À, bạn này nhảy sang bên kia không? Thế thì thằng CC liền lê lết. Bây giờ hết tốc hành thì chạy đâu bạn ơi? Một cháu, úi dồi ôi, dạo này con glue trở lại với meta mới không ạ? Team bạn nó lê lết vãi nồi. Để tiếp này, đứng lại bạn Popon ơi, tôi chỉ vào bạn đúng một cái thôi. Thôi xong. Và phát đấy dính là lê lết anh em ạ. Lê lết này, ui dồi ôi, nhập tách tách ra này, xong rồi nhập vào người của đó là cái vị tướng Popon này, kéo về và tung đập tóe này. Thôi xong. Ui dồi ôi, khó chịu thì tuột đỉnh luôn. Giao tranh đang được nổ ra ở phía bên này. Không, giao tranh chưa được nổ, nhưng mà mỡ sẽ là người nổ ra cái giao tranh này. Thôi xong, lê lết là do hẹt, nhập vào người của do hẹt xong này, và sẽ làm tình huống kéo về này, và tung đập tóe kéo về cút ra chuồng gà, đó là cái vị tướng do hẹt luôn này. Phía bên này Nathan bắn khá ghê. Trừng phạt giảm tốc độ di chuyển này, và đánh thường này, đánh thường này, có được mạng của Nathan này. Úi dồi ôi, Lê Thị Văn lên. Úi dồi ôi, meta mới của cái con glue này anh em ạ. You are facing a cluster. Hello, what's up, xin chào anh em. Ngày hôm nay mỡ sẽ mang đến cho anh em ở channel Mobile Legends, ở trên kênh YouTube của mỡ, về một cái set build đồ cực dị của con glue đã khiến cho cái vị tướng đỡ đòn này nó comeback lại ở meta mùa giải thứ 33. Và ở trong cái ván đấu này vốn là mỡ đã ping đi đường kinh nghiệm rồi, nhưng mà đồng đội của mỡ thì đấy, như anh em có thể nhìn thấy, slot cuối chúng ta không được đòi hỏi. Và vì thế cho nên là mỡ quyết định sử dụng cho mình đó là glue vác vào rừng luôn anh em ơi. Và sẽ là lên cho mình đó là một cái set build đồ rất là dị. Đây là một cái set build đồ mà mỡ thấy được rằng ở trong những cái trận đấu Vinh Quang và Chí Tôn rank cao ấy, là khá nhiều người chơi đang lên, và thực sự không biết là nó có khỏe hay không thì chúng ta sẽ cùng tìm hiểu ở trong cái video clip này nhá. Thì cái set đồ này nó sẽ mang đến cho cái con glue khả năng siêu làm chậm, đốt máu theo thời gian, khiến cho kẻ địch những cái vị tướng như là Ruby, Rubio ấy, tụi nó sẽ không hồi máu được. Và quan trọng nhất là có thể kết liễu đi được kẻ địch rất là nhanh chóng. Đó chính là cái set đồ với bộ đồ trang bị quyền trước băng hậu, và thêm vào đó là cái đũa phép ánh sáng. Quyền trượng băng hậu chúng ta sẽ lên làm món đồ đầu tiên. Khi mà có cái quyền trượng xong anh em, vả tung đập tóe là hầu như là kẻ địch nó sẽ không thể chạy nổi trước những cái tình huống mà chúng ta dùng cái vả tung đập tóe rồi di chuyển lại kẻ địch để mà có thể trói chân chúng một cách liên tục. Sau đó thì chúng ta sẽ lên cho mình đó là cái đũa phép ánh sáng để mà counter đi được những cái đứa hồi máu nhiều như là con Ruby, Rubio. Tiếp đến sẽ là cái thiên phạt kiếm, bởi vì với cái combo như thế này rất dễ để anh em sẽ có được cho mình cái tình huống solo kill và ăn được mạng, anh em hiểu không? Hai cái món trang bị cuối cùng sẽ là hai cái món trang bị tùy tình huống, bởi vì ở trong cái ván đấu này mỡ thấy team bạn khá nhiều sát thương phép như là con Nathan, như là con Sicilian, thì mỡ sẽ lên cho mình đó là cái áo tròn tiên tri để tăng cái khả năng hồi máu, tăng cả kháng phép kháng vật lý luôn, và lên nốt cho mình đó là cái gương giáp hoàng kim. Và ở đường trên ở đây sẽ làm tình huống thôi sóng đi vào đợt bẫy, mặc dù rất cẩn thận đến từ vị trí của Popon Koopa, nhưng mà nhiều khi cẩn thận quá là cũng tự bóp mình anh em ạ. Tình huống đấy ít máu chạy về biến về nhà là ngon rồi. Và đó là mạng đầu tiên đến từ vị trí của mỡ ở đường trên. Bây giờ thì mỡ cùng với đó là cái vị tướng Hylos sẽ di chuyển xuống khu vực đường dưới để mà ăn đi cho mình đó là cái con rùa này. Nhưng mà mỡ nghĩ là không kịp anh em ạ. Team bạn nó đã ăn sẵn rồi, thì ở đây giao tranh luôn. Và tung đập tóe lao vào và sẽ khống chế chui ra và nhập vào vị trí của đó là cái vị tướng Zohet. Nhưng mà vừa mới nhập vào xong thì Zohet cút rồi anh em ạ. Nhưng rất may thời gian hồi chiêu đến từ chiêu cuối nhanh nhanh tách ra của mỡ nó vẫn được reset. Và như vậy là có được cho mình lợi thế về một mạng ở trong cái tình huống giao tranh vừa xong, nhưng mất đi cho mình đó là cái con rùa rồi anh em ạ. Đấy, thì anh em nên cân nhắc, nên nhớ một điều rằng là cái con glue ở trong cái bản cập nhật gần đây nhất nó cũng đã được sửa lại rồi. Theo đó thì bây giờ chỉ có vả tung đập tóe vào tướng địch thì mới có hồi máu thôi, anh em hiểu không ạ? Còn à nhầm mỡ có hồi máu nhở? Đúng rồi, tức là anh em chỉ có thể vả tung đập tóe vào mục tiêu, tức là kiểu quái rừng hay là tướng địch ý, thì kiểu trúng mục tiêu anh em mới có thể hồi máu, còn nếu không thì anh em sẽ không được hồi máu đâu.
đó. Và bên cạnh đó thì cái con Glue này thì nó đang đi đường kinh nghiệm rất là ổn, và đi đường rừng thì về cơ bản vẫn nghĩ là vẫn đi được, mà tuy nhiên là nó sẽ phải tùy trận, và thật ra là cũng ít người cầm cái con Glue này đi rừng lắm anh em ơi. Đường trên sẽ là di chuyển lên, team bạn đang có được cái tình huống băng trụ với hai thành viên ở đây, ba thành viên luôn anh em ạ. Mỡ có khả năng cân ba được ở trong tình huống này. Sicilian còn thấp máu, Pupun và Cuba thì cũng không phải máu quá nhiều, Sicilian còn hết mana nữa, và mỡ sẽ nhanh nhanh tách ra. Ơi rồi ôi, nó kích tốc hành lên rồi. Thế thì không sao, chúng ta sẽ dí vào đó là Pupun Cuba nhập vào, kéo về và cầm được cái quyền trượng băng hậu, món trang bị lớn đầu tiên. Bây giờ có cái quyền trượng băng hậu thì mỡ vả đứa nào thì đứa đấy siêu slow luôn anh em ạ. Đấy, như anh em có thể nhìn thấy ở đây, đó là cái con quái rừng nó cũng đã bắt đầu nhận những cái hiệu ứng làm chậm đến từ vị trí của mỡ rồi. Và bây giờ giao tranh đang được nổ ra, và tung đập tóe lao đến và tiếp tục vào tung đập tóe kìa. Anh em nhìn kìa, gió hét lên kìa, nhưng gió hét đã được Nathan cứu. Thế thì bên này mỡ vào tung đập tóe với Nathan, ui Nathan nhảy sang bên kia rồi. Thế thì phía bên này sẽ là lên bảng điểm số đến từ Sicilian, tiếp tục nó bay màu đến từ Joet. Ơ sao Nathan ở đây thế này, ui dồi ôi siêu làm chậm kìa. Trời ơi, cái ván đấu này mà mỡ cầm thêm cái trừng phạt băng xuyên nữa thì tôi nói thật với anh em là team bạn đúng lề lên luôn. Nhưng ở trong ván đấu này thì mỡ sẽ cầm cái huyết tế để mà gia tăng thêm cái khả năng hồi máu dành cho cái con Glue này. Ok, sẽ là hướng xuống đường dưới trong cái bối cảnh mà Nathan bên phía của team bạn đang lên bảng điểm số. Còn ở đường dưới nữa thì chúng ta đang thấy được Ruby đang đè vào vị trí của Gato thì phải. Cô nàng này cũng đã lấy đi được cho mình đó là cái trụ đường dưới rồi. Và chắc là Ruby đi với Gato thì mỡ nghĩ là đi không lại. Ruby liên tục lập công kìa anh em kìa. Và mỡ thì ở trong tình huống này là sẽ ăn đi cho mình đó là con rùa trước đã, để mà lấy một chút lợi thế về những cái mục tiêu lớn. Tí nữa chúng ta xuống ganh Ruby sau. Đấy, phải có được cho mình đó là cái đũa ấy, thì chúng ta bắt đầu mới ganh được cái con Ruby. Bởi vì cái con Ruby là nó có khả năng hồi máu theo kỹ năng, theo cái skill, mà skill của Ruby hồi nhanh lắm. Bây giờ chúng ta xuống mà với cái quyền trượng băng hậu thì mỡ nghĩ là cũng không ăn được cái con Ruby đâu. Rồi tiếp tục đi farm. Ruby chat gì kia? Don't kill me ha. Gáy kinh, gáy kinh, gáy kinh. Có được ba mạng là bắt đầu gáy anh em ạ. Được. Ai giận run à? Ok ok bạn, từ từ nha, tí nữa mỡ xử cái con Ruby sau. Cần phải cầm cái đũa phép ánh sáng rồi chúng ta mới xuống. Chứ bây giờ chúng ta xuống với một cái con Ruby 3-0 mà có level 7, cầm cái bách chiến thần dìu thì ganh nó khó lắm anh em ạ. Rồi chúng ta sẽ tiếp tục đi farm ở đây để lấy đi cho mình đó là cái búa tím. Sau đó hướng lên đường trên, nhưng phía bên này đang có giao tranh và tung đập tóe này. Lao được vào vị trí của đó là cái anh chàng Rohet này, và sau đó nhập được vào Rohet luôn. Kéo về đi từ vị trí của mỡ. Ui dồi ôi siêu slow. Lên bảng điểm số là cặp đôi Rohet và kèm theo đó là Nathan. Khó chịu chưa anh em. Và bên này thì vả tung đập tóe sang phía bên kia tường, làm chậm vào vị trí của đó là Poponin Cupa, mạng của hai lốt. Trời ơi, khó chịu vai cả trường đến từ cái con Glue với cái lối lên đồ siêu dị đấy anh em ạ. Trong khi đó thì ở đường dưới thì Ruby đang ngồi lên đầu lên cổ của Gatot. Thôi thôi để tôi xuống anh em ạ, chứ để cái con Ruby nó lộng hành lắm rồi. Mỡ xuống đã có được cho mình đó là cái đũa rồi. Một vả này, hồi máu nữa đi, hồi máu nữa đi. Ôi, chiến thuật nuôi đường kinh nghiệm cho béo. Và sau đó chúng ta xuống hụt 320 tiền tinh tinh vào tài khoản của Glue ở trong cái tình huống vừa sau. Rồi bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục đi farm, cầm được đũa rồi thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu lên nốt cái thiên phạt kiếm, bởi vì chúng ta đang rất xanh anh em hiểu không ạ. Sau đó chúng ta sẽ lên hai cái món trang bị thủ ở những cái món đồ cuối cùng. Ván đấu này Ruby xanh đấy, nhưng team mỡ Glue đang xanh, hàng Nga đang xanh. Rồi và nhiều anh em nếu như mà muốn hỏi cái cách combo của con Glue này thì rất là đơn giản. Đầu tiên anh em hãy dùng cái chiêu 1 và tung đập tóe của nó để mà nhấp nhả cái địch. Cố gắng dùng chiêu 1 để chúng tướng địch anh em nhá. Và sau đó đi lại cái chiêu 1 đó để mà nổ cái và tung đập tóe, trói chân kẻ địch lại. Và ở trong những cái tình huống combo mà theo kiểu gọi là lao vào dồn sát thương ấy, thì combo của nó từ từ để mỡ lao ra mỡ hạ gục. Ơ ông hai lốt này làm gì đấy? Sao đứng bên ngoài chơi là tí níu nào? Tôi vào ở trong với con CC, ông hai lốt đứng ngoài chơi ảo vãi nổi anh em ạ. Thề luôn, bố hai lốt này búa vào cùng với tôi, con CC nó ngỏ và tôi chạy ra từ từ lâu rồi. Gặp với ông tanh này nhát chết thế, cầm cái con boss hoàng kim gần 10.000 máu mà vẫn sợ chết anh em ạ. Rồi đường trên đang có Glue đây, để tôi demo cho anh em một cái tình huống combo của con Glue này anh em nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ dùng vả tung đập tóe để mà áp sát. Chiêu 1 vả tung đập tóe, nếu như mà anh em dùng ý và anh em đi vào cái vả tung đập tóe thì nó sẽ được reset. Đấy, cố gắng cứ thế này thôi anh em nhá. Chiêu 1 xong đi bộ vào, chiêu 1 xong đi bộ vào, rồi bị làm chậm đến từ đó là cái vị tướng Popol. Sau khi mà anh em làm chậm được kẻ địch đủ lâu, dùng chiêu cuối và nhập vào kẻ địch, sau đó dùng combo chiêu 1 chiêu 2 để lôi kẻ địch về cái hướng mà mình mong muốn. Đấy, vì thế cho nên là combo của con Glue sẽ là chiêu 1 xong rồi đi vào cái chiêu 1 để mà nó nổ đam. Đấy, cứ thế chiêu 1 đi vào chiêu 1 nổ đam thôi. Anh em có thể dùng combo 1-2 để mà có thể dễ dàng áp sát được kẻ địch ở trong cái phạm vi của cái nổ đam nó. Thì combo của anh em có thể là 1-2 xong rồi liên tục 1-1-1-1-1-1. Và cho đến khi nào mà kẻ địch anh em cảm giác là khi mà anh em nhập vào là tụi nó lên bản điểm số, thì anh em dùng chiêu cuối
nhanh nhanh tách ra để mà tích stack cộng số đến từ nội tại và dùng chiêu cuối. Và khi mà anh em đang ở trong kẻ địch thì anh em lại dùng combo 1-2 và liên tục gọi là ấn nút đánh thường để mà cho cái con glue này nó gây sát thương. Được chưa ạ? Rồi ok, đây ở trong tình huống này dùng trừng phạt này, nhanh nhanh tách ra. Đấy, bắt đầu gọi là tích stack trên đầu của Ruby. Nhập vào Ruby, chừng 1, chừng 2. Đó, anh em thấy chưa? Và bắt đầu ấn attack đòn đánh thường. Căn xem kẻ địch chạy về hướng nào thì chúng ta sẽ đặt cái vạt tung đập tóe ở hướng đấy. Anh em hiểu không ạ? Đấy, và đây là mạng thứ 8 rồi. Nói chung là cái con glue này nó là một cái vị tướng đỡ đòn với cái combo không hề khó một tí nào cả. Quan trọng nhất là anh em sẽ cần phải gọi là vả tung đập tóe sao cho chuẩn và trúng tướng địch một chút xíu. Và sau đó chúng ta có thể dùng chiêu 2 để mà chúng ta lao vào. Chiêu 2 của cái con glue là nó có một cái hiệu ứng chó chân anh em nhá. Đấy, nếu như mà anh em không có chiêu 1 ở trước mặt thì chiêu 2 của con glue nó sẽ làm cái kỹ năng phóng ra một cái bọt nhất để mà có thể chó chân mục tiêu thôi, chứ cái con glue không lao đến. Anh em hiểu không ạ? Còn khi mà anh em kết hợp giữa chiêu 1 và chiêu 2, con glue nó sẽ lao đến như thế này. Rồi bây giờ nhanh nhanh tách ra, sẽ là nhập được vào vị trí của đó là chó hét và bắt đầu combo kéo về. Hạ gục đi được đó là chó hét nhờ vào cái thiên phạt kiếm, chiêu cuối được reset. Và phía bên này thì có Nathan chạy đâu bạn ơi, đánh thường kích cho mình đó là cái chân xung kích. Và ui slow kìa, bắt đầu dí vào vị trí của đó là cái chàng Sicilian này đi. Và triple kill nhưng không chui được vào Sicilian, và vì thế cho nên không reset được cho mình đó là cái chiêu cuối anh em ạ. Đấy, chiêu cuối của con glue này nếu như mà anh em không nhập được vào kẻ địch thì chiêu cuối của nó sẽ là 30 giây hồi chiêu. Còn nếu như mà anh em chui được vào kẻ địch với cái chiêu cuối và sau đó anh em hạ gục đi được kẻ địch, không quan trọng anh em hạ gục hay là anh em có được mạng hỗ trợ, thì chiêu cuối nó sẽ chỉ còn là 4 giây mà thôi. Và ở đây này, ui dồi ôi, Ruby thấy lúc nãy bảo vô đối mà, don't kill me nữa mà. Ui dồi ôi, ê, chết mỡ thiếu đam, hay quá, hai lốt kết liệu đi được đó là Ruby rồi. Mỡ lao vào để giảm cái khả năng hồi máu đến từ Popol và kèm theo đó là cái vị tướng Jawhead. Lùi một nhịp phía bên này, tại vì team bạn đang muốn nhồng lên, từ lùi một nhịp nha, lao lại này, không chế được thành công đó là Sicilian này. Nhanh nhanh tách ra vào vị trí của Sicilian và mạng thứ 12. Dễ ăn mạng đến từ con glue này với cái set lên đồ dị ông anh em. Đấy thì mỡ hy vọng rằng là sau video clip này anh em hãy thử trải nghiệm một cái con glue với cái set đồ này. Nhưng mà đi đường kinh nghiệm anh em nhá. Anh em có thể cầm cái set đồ này, anh em đi đường kinh nghiệm rất ngon và đổi một chút xíu về cái phép bổ trợ thôi. Anh em có thể cầm cái tốc biến anh em ạ. Đấy, mỡ thấy có cái combo glue đấy chính là anh em nhanh nhanh tách ra đập chiêu một rồi anh em tốc biến lại gần luôn. Đấy, hoặc là anh em dùng combo 1-2 để lao vào áp sát kẻ địch và sau đó dùng cái tốc biến để mà có thể áp sát được kẻ địch lần tiếp theo để mà nhanh tích cái stack cộng dồn, rất là ngon. Hoặc là anh em cầm con glue này anh em lên phản kích, anh em hiểu không ạ? Đấy, và anh em thấy không, tầm này đi bộ vào này, bắt đầu phân ra này, nhanh nhanh tách ra, nhưng có tốc biến đến từ vị trí của đó là Joe, cố giật bóng về đến từ Nathan. Team bạn khó bắt nha, team bạn mỡ thấy là rất khó bắt đến từ vị trí của Joe và Nathan luôn. Nathan có đẩy bóng về, còn Joe thì có tốc biến đi, khó chịu thì đừng hỏi, nhưng thôi không sao. Mỡ sẽ cùng với những cái người đồng đội của mình đang hướng đến cho mình đó là cái con lót đầu tiên ở trong cái ván đấu này. Mà thật ra lót tí ăn thì ngon hơn, có level 12. Phía bên này thì Nathan, anh ta bắt buộc phải dùng cái đẩy bóng để mà anh ta đào thoát đi. Và như vậy là team mỡ sẽ có được cho mình đó là cái con lót ở thời điểm hiện tại. Hơi tiếc lót này mới chỉ là lót tím thôi, chờ thêm một tí nữa thôi là có lót vàng rồi. Nhưng không sao, hướng lên đường trên chiêu cuối sắp hồi, la vào với combo 1-2. Sau đó đặt chiêu 1 ra phía sau lưng của Jawhead, nhập được vào mông của Jawhead, combo lôi ngược Jawhead về. Và cứ thế là kích nội tại đó đánh thường thôi, Jawhead bất lực trong tình huống này. Và đó là cái thiên phạt kiếm mạng thứ 13, khó chịu đến từ cái con glue này chưa anh em. Rồi tiếp tục solo, ôi chết mỡ rồi anh em ơi. Như này không phải solo nữa rồi, mana hết nữa chứ. Tình huống vừa xong mana mà hồi xong sớm thì có lẽ là mỡ cân 3 được anh em ạ. Cân 3 chờ lót lên, nhưng cái tình huống vừa xong đúng lúc mana của mình hết, thế nó mới ảo anh em ạ, ảo vẽ hồ. Rồi chỉnh lại một chút về set đồ. Như vậy là tình huống vừa xong cái con lót kia nó chỉ lấy đi được một chút lượng máu đến từ cái trụ đường trên và cái trụ đường giữa mà thôi. Và bây giờ thì mỡ sẽ có những cái tình huống gọi là đi lấy đi cho mình đó là cái con bùa đỏ. Và đang có rượt đuổi đến từ vị trí của Jawhead này. Cho tôi vả trúng một cái thôi, con Jawhead slow này. Trúng một cái thôi anh em ạ, một vả thôi xong. Jawhead siêu slow, Jawhead bị làm chậm, Jawhead lên bảng điểm số. Phía bên này thì Ruby đang cân 3. Cô nàng này có được mạng đến từ vị trí của đó là hàng Nga, nhưng bị làm chậm đến từ vị trí của mỡ. Chạy đâu bạn ơi, chạy đâu bạn ơi, chạy bằng răng anh em ạ. Tiếp tục nhanh nhanh tách ra, ơi nhiều khống chế thế nhở, nhanh nhanh tách ra này. Ui không nhập được vào ai, ui thôi xong rồi, hết mất mấy cái con nhỏ nhỏ không tích được stack rồi. Trời ơi, ý cái con Nathan này khó chịu nha, cái đẩy lùi của nó đúng cao tờ mỡ luôn. Nó đẩy lùi mỡ cho nên là mỡ không có cách nào để mà mỡ có thể gọi là nhập được vào cái con Ruby. Không phát vừa xong nhập vào Ruby là ngon rồi. Rồi xong, tình huống xong team mỡ lủng một lane. Phía bên này thì đang có Ruby một đi đẩy đường giữa. Rồi mỡ giữ chân con Ruby lại ở đây anh em nha. Rồi hồi máu hộ bố cái, hồi máu hộ bố cái, hồi hộ cái. Sổ ôi solo 500 điểm với cả Ruby luôn. Ruby cũng trầu vãi hồ anh em ạ.
tôi liên tục đập choáng các thứ các kiểu đồ đây. Đây, liên tục đập đây, rất trâu đi từ vị trí của Ruby, thề luôn. Đấm nhau với nó đúng 500 hiệp. Rồi, không lấy được cái chiêu 1 này rồi. Làm chậm cái này. Giữ chân con Ruby, trong khi đó thì team đang đánh nhau thắng ở phía bên kia. Ruby ơi, chạy đâu bạn ơi? Ừ, cò quay với Ruby đúng 500 hiệp, team mỡ ra chứ á? Team mỡ ra rồi. Thế thì lúc này nhanh nhanh tách ra, chui vào vị trí của Ruby này. Rồi kéo Ruby về, Ruby cút ra chuồng gà. Đây là điều chắc chắn bởi vì Ruby không có khả năng hồi máu khi đã có đũa. Và đó là mạng solo đến từ vị trí của mỡ. Trời ơi, nó đúng khó chịu với cả cái con glue này luôn. Đấy, mạng thứ 14 rồi anh em ạ. Đấy, anh em nào anh em thử cái set đồ, anh em có thể không lên cái thiên phạt kiếm cũng được, nhưng anh em thử qua cái set đồ quyền trượng băng hộ với cả cái đũa dành cho cái con glue này nhá. Cực kỳ khó chịu luôn. Và bây giờ thì team bạn đang không có đủ người ở đây, họ chỉ có 3 người mà thôi. Có glue, một vả tung đập tóe rồi thôi xong, lê lết đến từ Popol, cực kỳ khó chịu anh em ạ. Và bây giờ thì mỡ đang đuổi các thành viên bên phía của team bạn lùi về, không có Ruby, không có Popol, chỉ có Nathan và Sicilian mà thôi. Team mỡ đang unlock trong tình huống này và mỡ sẽ ra, mỡ sẽ đập cái clot một vài cái để mà giúp unlock nhanh hơn. Phía bên này thì ẩn thân ra đến từ đó là cái vị tướng Joehead, giữ chân lại thành công, slow lại, chui vào trong Joehead và tung đập tóe ngược trở về vào mạng thứ 10-16 anh em ạ. Và bây giờ thì con Nathan đang định làm gì? Nathan định ăn cái con lót này à? Chậm rồi bạn ơi, đứng lại này bạn. Ây da, dùng đẩy bóng đi rất nhanh đến từ chiêu cuối. Sicilian thì vả khá rát anh em ạ, nhưng sổi tầm này tôi trâu rồi anh em ơi. Gần 10.000 máu đến từ cái con, ôi có linh đăng anh em ơi. Con Sicilian kia nó cầm linh đăng nó vả rát nha. Ây da, ui một vả nó đi hai cái linh đăng luôn à. Ui, ui không được rồi anh em ạ. Ui nó vả ghê quá. Thôi, lùi, không chơi được rồi, không chơi được rồi. Lót đã ra ở đường trên, mang theo đợt lính được cường hóa, mỡ sẽ về nhà regen. Trong khi đó thì team mỡ thì sao? Thôi, Ruby tầm này thì chơi ai nữa anh em. Này thì gáy bẩn, gáy trước bước không qua. Team mỡ mất gà tốt, nhưng team bạn mất bộ đôi Ruby Popol, mất đốt Nathan. Thôi game này win rồi, gáy thôi anh em. Too easy killing you. Ừ, gáy lại anh em ạ. Lúc nãy có con Ruby nó gáy, thì bây giờ tôi gáy lại. Tầm này với việc Lót đang vào ở đường trên và team bạn mất 3 người thì chỉ còn lại duy nhất một mình con Sicilian và Joehead thì đép nhà kiểu gì. Mỡ sẽ đu vào lên đường trên, một vả tung đập tóe solo và tung đập tóe thứ hai nhanh nhanh tách ra nhưng bị giữ chân lại đến từ Sicilian. Quá khó chịu anh em ạ. Cày con Sicilian vãi hổ, không nhập được vào con Joehead được đâu anh em nhớ, chứ cái trụ này nó bắn mỡ thốn lắm anh em ạ. Hai đường đã có rồi, bây giờ Joehead bắt đầu di chuyển ra, team mỡ đang ép vào và easy win. Anh em thấy cái con glue nó cấp bách lại meta với cái lối lên đồ dị này có thấy thú vị không ạ? Và nếu có thì đừng quên để lại cho mỡ một like đăng ký kênh trước khi mà vào game test thử cái build này anh em nhá. Peace.